Top 3 vụ tước danh hiệu công an nhân dân đáng nhớ gây sốt cộng đồng mạng, người dân ai cũng phục. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT. Thời gian qua, công an các tỉnh thành đã đang và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ xóa sạch tội phạm, ổn định trật tự trên địa bàn. Từ đó có những vụ việc nảy sinh và cũng có những con sâu làm dầu nổi canh, giống như ba vụ việc. Hai nữ công an bị tước quân tịch khi tham gia bữa tiệc ma túy tại Hải Phòng. Trước đó cũng đã có những vụ việc tước quân tịch được báo chí nhắc đến khiến người dân tâm phục khẩu phục. Ba công an bắn dê bị tước quân tịch Căn cứ điều tra ngày 27 tháng 6 năm 2023, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức về hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, ba cán bộ vi phạm pháp luật bị tước danh hiệu Công an Nhân dân gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Theo đó, trưa 26 tháng 6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 27 tháng 6 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức trực tiếp gặp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại. Tuyên án tù 7 đến 8 tháng, tịch thu xe 3 cựu công an bắn dê, mất giá trị, danh dự, ân hận cũng đã muộn. Chiều ngày 19 tháng 1, sau hơn 2 giờ xét xử, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với 3 cựu cán bộ công an trong vụ bắn nhầm dê của người dân. Theo đó, tòa phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân mức án 8 tháng tù, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng mỗi người 7 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, tòa còn tuyên tịch thu để sung công đối với chiếc xe ô tô đứng tên bị cáo Tùng, đây là chiếc xe mà nhóm bị cáo sử dụng khi gây án. 7 đến 8 tháng tù cho 3 cựu công an. Tính đến nay, ba cựu công an đã bị tạm giam gần 5 tháng. Hội đồng xét xử nhận định vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo nhân giữ vai trò khởi xướng cũng là người trực tiếp nổ súng bắn hạ hai con dê. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất 8 tháng tù giam. Hành vi phạm tội của ba bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người dân, làm suy giảm lòng tin của người dân với lực lượng công an. Tuy vậy, cả ba được ghi nhận là có nhân thân tốt, nhiều thành tích trong công tác, Quá trình giải quyết vụ án đã an ủi hối cải, chủ động khắc phục hậu quả, đồng thời được bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự. Trước đó trong phần thẩm vấn ba cựu cán bộ công an huyện Mỹ Đức Hà Nội đều thừa nhận cáo buộc của viện kiểm sát. Thế nhưng cả ba lại khai rằng bắn hai con dê của người dân là vì nghĩ đây là dê hoang, chỉ đến khi bị chặn bắt mới phát hiện đã bắn nhầm. Các bị cáo đều sinh ra và lớn lên ở gần khu vực gây án đều là những người được đào tạo bài bản, nên hơn ai hết các bị cáo phải hiểu đó là dê của người dân chăn thả. Lời khai tưởng là dê hoang của các bị cáo bị đại diện Viện Kiểm sát đánh giá là không thành khẩn, không có căn cứ. Các bị cáo thống nhất khai báo về việc nghĩ là dê hoang nhằm trốn tránh trách nhiệm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Bởi lẽ khu vực xảy ra vụ việc không thể có dê hoang, các bị cáo được đào tạo phân công công tác phụ trách địa bàn hơn ai hết phải hiểu rõ điều này. Sau khi bắn hạ dê, các bị cáo không lấy dê ngay mà quan sát 4 đến 5 phút mới lấy. Khi bị người dân chặn, các bị cáo không dừng xe mà bỏ chạy. Hành vi trên đã trở thấy ý thức chủ quan của các bị cáo. Trước đó theo đại diện viện kiểm sát cho rằng các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ tội nên đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án 12 đến 15 tháng tù với bị cáo Nhân và 9 đến 12 tháng tù với Tùng và Việt. Ba bị cáo không có luật sư bảo chữa, không có ý kiến tranh luận. Được quyền nói lời sau cùng cả ba cựu công an đều gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, bày tỏ sự ân hận và mong được khoan hồng. Cuối cùng tòa phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân mức án 8 tháng tù. Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng mỗi người 7 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra tòa còn tuyên tịch thu để sung công đối với chiếc xe ô tô đứng tên bị cáo Tùng. Đây là chiếc xe mà nhóm bị cáo sử dụng khi gây án. Cũng có nhiều người đặt câu hỏi vì sao không truy cứu hình sự hành vi sự sử dụng súng hơi. Mới nhất về nguồn gốc khẩu súng hơi thuộc súng săn bị thu giữ. Qua điều tra xác định đây là khẩu súng nhân mượn của anh họ. Khẩu súng này anh họ của Nhân trước đó nhặt được tại khu vực núi Tuyết Sơn, huyện Mỹ Đức, rồi mang về nhà cất giấu. Xét hành vi tàng trữ sử dụng súng săn của bị cáo Nhân và người anh họ chưa đến mức truy cứu hình sự, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến công an huyện Mỹ Đức để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Toàn cảnh diễn biến vụ án. Được hội đồng xét xử gọi đứng dậy đầu tiên trong phần xét hỏi bị cáo nhân cho biết, trưa 26 tháng 6 năm 2023, anh ta gặp Tùng tại nơi làm việc ở trụ sở công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Sau khi nói chuyện qua lại, họ rủ nhau đi bắn chim. Ăn xong bữa cơm trưa, nhân gọi điện thoại cho Việt cùng tham gia rồi mượn khẩu súng hơi bắn đạn chì của một người quen. Chưa cùng ngày, Tùng lái ô tô của mình chở hai người còn lại đi bắn chim. Sau một hồi đi tìm nhưng không phát hiện ra chim để bắn ba cựu công an đến khu vực gần núi đốt xã An Phú. Khi lái xe qua khu vực núi đốt thuộc thôn Đức Dương, nghe tiếng dê kêu nên tùng dừng xe. Cả ba nhìn thấy một con dê bé lông màu đen trắng đứng ở mỏm đá phía chân núi đốt, cách ô tô hơn 100 mét. Nhân ngồi trong xe ngắm và bắn hai phát vào một con dê nhỏ, một phát vào con dê to khiến hai con dê rơi xuống đất. Về nguồn gốc khẩu súng hơi, nhân khai mượn của anh họ, khẩu súng này, anh họ của nhân trước đó nhặt được tại khu vực núi Tuyết Sơn, huyện Mỹ Đức. Viện kiểm sát sau đó truy hỏi, nghỉ trưa bao lâu mà ăn xong còn rủ nhau đi 10 km bắn chim. Nhân đáp thời gian nghỉ trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30. Khi đi đến cuối đường không thấy có chim đã có ý định quay về rồi. Trước câu hỏi của một vị hội thẩm nhân dân, bị cáo làm việc trong cơ quan an ninh phụ trách địa phương, bị cáo có biết đó là khu vực cấm săn bắn không? Nhân đáp không phụ trách lĩnh vực đấy nên không biết vị hội thẩm nhân dân phân tích bị cáo làm việc tại địa phương phải biết ở đây người dân chăn thả ra súc nhiều, ban ngày thả trên núi làm gì có chuyện có dê hoang nhiều như thế. Đây là khu vực cấm săn bắn quanh cả huyện Mỹ Đức chứ không chỉ ở xã đó đâu. Bị cáo quan sát khu vực này không thấy nhà dân, không thấy ai trông dê, nhận định là dê hoang nên bị cáo mới bắn. Nếu biết đây là dê của người dân chăn thả thì bị cáo không bao giờ làm như vậy. Bị cáo nhân nói và cho hay rất ăn năn hối hận về việc làm sai trái của mình dẫn đến hậu quả như hôm nay. Là người thứ hai trả lời xét hỏi bị cáo Bùi Tiến Tùng khai khi nhân bắn hai con dê, cả ba bị cáo ngồi trong xe chờ khoảng 5 phút, thấy không có động tĩnh gì, Tùng và Việt đi ra nhặt xác hai con dê cho vào bao tải rồi bỏ vào cốp sau xe. Sao bị cáo không ra lấy dê luôn mà phải đợi? Chủ tọa truy, Tùng cúi mặt đáp, bị cáo xem có người dân đến lấy dê không rồi mới ra lấy. Tùng khai lý do bỏ chạy là vì người dân đuổi theo, là vì sợ lúc đó mới biết là bắn nhầm dê của dân chủ tọa liền nhắc nhở tùng bị cáo nghĩ xem khai thế có được không ban nãy còn nói là bắn xong đợi xem có ai không cơ mà trong khi đó bị cáo bùi đình việt thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố bị cáo nhận thấy hành vi của mình sai trái vi phạm pháp luật qua thời gian tạm giữ tạm giam bị cáo đã rất ân hận về hành vi của mình nói lời sau cùng cả ba cựu cán bộ công an đều gửi lời xin lỗi bị hại gia đình bị hại và cho biết rất ăn năn hối hận về hành vi của mình Mong hội đồng xét xử tuyên một bản án thấp nhất để sớm được trở về với gia đình, làm một công dân tốt. Chủ đàn dê xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ba cựu cán bộ công an. Có mặt tại tòa bị hại là chủ của hai con dê bị bắn khai chăn dê từ 16 năm nay, đàn dê khoảng 50 con. Ngày xảy ra sự việc, thấy chiếc xe ô tô đi về phía gần núi có hiện tượng đi từ từ và dừng lại khả nghi, nên nấp trong bụi cây để quan sát. Khi nghe thấy tiếng phụt hơi và thấy hai con dê của mình ngã từ mỏm đá xuống, anh phán đoán bị bắn trộm. Cũng theo bị hại, sau sự việc, anh đã được các bị cáo bồi thường tổng 20 triệu đồng. Việc cũng xong rồi, ai trong cuộc sống cũng có sai lầm, các bị cáo cũng nhận thức được sai lầm rồi. Anh nói và cho biết đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt cho cả ba bị cáo. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá các bị cáo lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, lén lút trộm cắp, xa ngã trước cám dỗ vật chất tầm thường. Tuy là công an, các bị cáo lại thiếu tù dưỡng đạo đức, rèn luyện, ngang nhiên thực hiện hành vi trái pháp luật giữa ban ngày bằng vũ khí không được cho phép, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân tới lực lượng công an, Viện Kiểm sát đánh giá. Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo nhân mức án 12 đến 15 tháng tù và 9 đến 12 tháng tù với Tùng và Việt. Hành vi bắn dê của ba cựu công an là không thể chấp nhận được. Trước đó, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng hành vi của ba cựu cán bộ công an ở huyện Mỹ Đức bắn dê của dân là không thể chấp nhận được. Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng việc khởi tố vụ án ba cựu công an bắn trộm dê ở huyện Mỹ Đức là sự việc rất đáng tiếc, đáng buồn với lực lượng công an. Về lý do khởi tố có dấu hiệu tội phạm chúng tôi khởi tố hình sự. Đây là hành vi chúng tôi đánh giá vi phạm nghiêm trọng lối sống đạo đức tư cách quy tắc ứng xử đối với người công an nhân dân. Trong bối cảnh công an Hà Nội đang tăng cường việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương xây dựng hình ảnh đẹp thì hành vi này không thể chấp nhận được. Đại tá Long cho biết thêm, việc tước danh hiệu công an nhân dân khởi tố hình sự thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của ban lãnh đạo công an thành phố Hà Nội rằng trong nội bộ công an không có vùng cấm. Những hành vi sai phạm vẫn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho một số bộ phận cư dân mạng. Hãy có cái nhìn tỉnh táo, phân biệt rõ đúng sai để tránh những hành động thái quá và đi vào vết xe đổ của ba cựu công an. Có thể thấy sau việc thẳng tay tước quân tịch bà chiến sĩ và việc đưa ra mức án tù đối với những đối tượng phạm tội, người dân đã hết sức tâm phục khẩu phục với những lý lẽ của Viện Kiểm sát và Tòa án. Câu chuyện này làm chúng ta nhớ đến sự chỉ đạo quyết liệt và những hành động quyết liệt của thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi ông công tác tại Quảng Ninh và những vụ án có 102 khi ông làm giám đốc công an tỉnh Tiền Giang với hàm đại tá. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tước danh hiệu công an nhân dân với hai cán bộ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai cán bộ điều tra thành phố Hạ Long. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, người được biết đến là khắc tinh của mọi loại tội phạm đã có những chỉ đạo kịp thời để kiên quyết làm sạch bộ máy. Điển hình như mới đây, trong quá trình giải quyết tin báo điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện hai cán bộ công an điều tra có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Công an thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai cán bộ này. Cụ thể theo thông tin từ Công an thành phố Hạ Long, trong quá trình giải quyết tin báo điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an thành phố Hạ Long đã phát hiện hai cán bộ điều tra có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, đó là Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam, là cán bộ điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long. Ngay sau khi phát hiện, công an thành phố Hạ Long đã báo cáo Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long sẽ phối hợp trao đổi thông tin vụ việc trên cho cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, công an thành phố tiếp tục phối hợp xác minh xử lý các trường hợp vi phạm khác. Trước đó, hai điều tra viên này đã bị cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về các hành vi của hai điều tra viên Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam, cũng như chưa có kết quả điều tra chính thức, song việc kỷ luật hai điều tra viên nói trên đã cho thấy những hành vi xâm phạm tư pháp đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng và đều bị xử lý nghiêm minh trước thực trạng một bộ phận cán bộ không làm đúng bổn phận trách nhiệm có hành vi sai phạm thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã có chỉ đạo kiên quyết xử lý tận gốc cán bộ sai phạm thiếu tướng cho biết người vi phạm dù ở bất kỳ vị trí nào cũng cần phải xử lý nghiêm minh điều này được chứng minh rõ khi thời gian qua thiếu tướng đinh văn nơi đã xử lý không ít vụ việc liên quan đến sai phạm của các cán bộ thuộc bộ máy nhà nước có thể kể đến như cách chức trưởng công an phường thiếu chuẩn mực với dân Ông Đinh Văn Nơi đã ký quyết định cách chức và điều chuyển công tác Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi cháy, thành phố Hạ Long liên quan việc thiếu chuẩn mực với dân và những vi phạm khác liên quan. Từ giữa tháng 5 năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với Trung tá Nam để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định. Trước đó trên mạng xã hội đăng tải một video ghi lại hình ảnh hai xe ô tô đối đầu nhau nghi va chạm giao thông. Một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng, chân bước loạn trọng có dấu hiệu say rượu liên tục chửi bới, đe dọa một người dân. Trong đoạn video, người đàn ông còn xưng tao là trưởng công an phường bãi cháy, bắt thằng này lại. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video gây xôn xào dư luận. Mày

tôi luôn. Tao là trưởng thôn bọn mày cháy thầy luôn yên tâm. tao chưa đánh mày. tao chưa đánh. mà là con gì à? xử lý cán bộ đảng viên liên quan vụ đánh bạc 2.000 tỷ đồng thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã xử lý đến nơi đến chốn đối với cán bộ đảng viên tiếp tay cho đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng 11 tổ công tác thuộc chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức lô đề do thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi đó là Đại tá Đinh Văn Nơi làm trưởng ban chuyên án tổ chức khám xét nơi ở của 11 nghi can tại thành phố Long Xuyên và nhiều huyện của tỉnh An Giang. Qua đó thu thập số tiền mặt hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản và tài liệu, vật chứng khác có liên quan đến hành vi tổ chức ghi số lô đề. Bước đầu điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định số tiền ăn thua trong đường dây đánh bạc này lên đến hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên, 55 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên và đồng bọn cầm đầu tổ chức trong đó có sự tiếp tay của một số cán bộ đảng viên. Ông nơi cho biết tất cả cán bộ đảng viên có liên quan đều bị xử lý theo quy định và không có ngoại lệ dù bất kể người đó là ai. Vi phạm về mặt hình sự thì công an sẽ tiến hành khởi tố hình sự. Vi phạm về mặt đảng thì sẽ xử lý về mặt đảng. Công an tỉnh An Giang xử lý cán bộ liên quan đến lực lượng công an sai phạm. Những con sâu làm dầu nồi canh đang dần được đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh. Thẳng tay tước danh hiệu công an nhân dân đối với Thượng úy Nguyễn Đức Trung về hành vi bắt cóc tống tiền. Không còn gì bàn cãi nữa, kẻ bắt cóc bé trai ở Long Biên tống tiền 15 tỷ chính là một chiến sĩ công an. Ngay sau khi tiến hành xác minh và điều tra, mới nhất Đại tá Đinh Ngọc Khoa, giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc, vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ai cũng bằng hoàng khi nghe thông tin một thượng úy cán bộ thuộc đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc là chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền gây bão trong mấy ngày qua. Ngay lập tức khi tiến hành xác minh liên quan đến hành vi của Nguyễn Đức Trung, chiều ngày 15 tháng 8, công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phường Việt Hưng quận Long Biên. Đánh giá về đối tượng, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội cho biết, Nguyễn Đức Trung vay nợ tiền của nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại hà nội tại đây hắn đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản tuy nhiên trung lại thay đổi ý định nảy sinh ý định bắt cóc một bé trai con nhà giàu để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé trung mua một cuộn băng dính to một đôi găng tay hai dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận long biên khi gặp cháu bé trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố hà nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, đây là vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đầu tiên trong 19 năm qua trên địa bàn thủ đô và là hành vi thể hiện sự manh động, tinh vi, trắng trợn. Việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin thêm, giữa gia đình và nghi phạm không có mâu thuẫn, hành vi vi phạm của đối tượng là bị bắt quả tang khi đối tượng nhận tiền và trao trả cháu bé cho mẹ của cháu. Cuối cùng khi xác định Thượng úy Nguyễn Đức Trung chính là người thực hiện hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ tham mưu, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định nêu: Thượng úy Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê quán Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc, có hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật hình sự, cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ và có văn bản số 7455/PC02-D9 ngày 15 tháng 8 năm 2023 trao đổi về đề nghị tước danh hiệu công an nhân dân được quy định tại điểm a khoản 22 mục 5 phụ lục kèm theo thông tư số 38/2022/TTBA ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công an quy định về xử lý kỷ luật trong công an nhân dân. Diễn biến vụ việc diễn ra như sau: Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 14 tháng 8, Công an phường Việt Hưng nhận tin báo từ gia đình chị Đào Thị Huyền, trú tại khu đô thị Việt Hưng. Về việc con trai chị Huyền sinh năm 2016 đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà thì bị một người đàn ông đeo khẩu trang bắt cóc, đưa lên ô tô. Sau đó, chị Huyền nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con. Ngay sau khi nhận tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo họp khẩn và thống nhất phương án giải cứu cho bé. Sau gần 10 tiếng đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, trú tại huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời giải cứu thành công cháu bé. Quá trình bắt giữ đối tượng đã nổ súng bắn đạn cao su trúng vào một cán bộ đội cảnh sát hình sự khiến chiến sĩ này bị thương. Do viên đạn găm sâu vào trong đùi, gây mất nhiều máu nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Đến 17 giờ ngày 15 tháng 8 ca phẫu thuật đã tiến hành xong và sức khỏe cán bộ cũng đã dần ổn định. Trong vụ án này, ngoài việc xác định kẻ chủ mưu chính là một thượng úy công an, cảnh sát giao thông, thì cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng vụ án. Ngoài ra, sức khỏe của cán bộ công an bị thương cũng dần ổn định. Trên dùng hai nữ cán bộ công an vừa bị tức quân tịch đuổi khỏi ngành khi tham gia bữa tiệc ma túy. Tức quân tịch hai nữ công an Hải Phòng Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc. Vậy câu hỏi được đặt ra là hai nữ công an bị điều tra tổ chức tiệc ma túy là ai? Có ra thế như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chân dung hai nữ công an bị tước quân tịch. Chiều ngày 7 tháng 4, Công an thành phố Hải Phòng cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng sử dụng ma túy trái phép của nhóm đối tượng gồm 12 người tại một căn hộ trong khu đô thị cao cấp có địa chỉ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại khu đô thị cao cấp tại phường Thượng Lý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện triệt phá ổ nhóm đang bay lắc sử dụng chất ma túy trái phép. Tại buổi tiệc sinh nhật, các đối tượng có hít bóng cười, ma túy. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện trong phòng đang có 12 đối tượng, 7 nam và 5 nữ. Trong đó, kết quả test nhanh có 9 người dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tăng vật. Trong số những đối tượng tham gia tiệc ma túy trên, có 2 nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy. Là một Bùi Thị Ngọc Bích, đang là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hải Phòng. Và hai VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội của Bùi Thị Ngọc Bích, nữ công an này đã có gia đình, có một chồng và hai con trai đang tuổi trưởng thành. Trên Facebook của cô thường cập nhật những hình ảnh đi du lịch sang chảnh, ăn mặc hàng hiệu và cả những tấm hình được rèn luyện, học nâng cao tại Đại học Phòng cháy chữa cháy. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, trên trang Facebook của Ngọc Bích chia sẻ về quá trình cô học tập và công tác hết khóa văn bằng 2 đào tạo phòng cháy chữa cháy. Trên trang cá nhân Ngọc Bích viết, để đây nhờ Facebook cất giữ thành quả gần 3 năm đèn sách. Được biết vào năm 2022 Ngọc Bích mang hàm đại úy. Ngọc Bích có khuôn mặt ưa nhìn, nếu không mặc cảnh phục, ít ai nghĩ Bích là công an và sẽ nghĩ cô là dân chơi thứ thiệt. Trên Facebook cô hay đăng ảnh đi chùa tụng kinh niệm Phật mặc áo gấm, áo trầm, đến tượng Phật chiêm bái. Hay những tấm ảnh mặc đồ bơi, cúp ngực, hết sức gợi cảm, trên tay cầm những ly sâm đắt đỏ. Vậy là mất hết tất cả. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng gồm một Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại khu đô thị thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, hai Nguyễn Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, ba Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh. Tất cả cùng thuộc thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Căn hộ nơi diễn ra bữa tiệc bay lắc tập thể là của Tạ Vũ TR sinh năm 1978, con một đại gia trong ngành xây dựng ở địa phương. Vợ của chủ nhà là Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã bị tạm giữ để điều tra. Ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bích, Huyền và Cường để mở rộng điều tra, đồng thời có văn bản đề nghị tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định đối với Bích. Mới nhất, Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy trên. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, nhiều người đã để lại bình luận. 36 tuổi rồi không còn trẻ mà bảo bùng bột nữa Rồi xong Trong ngành pháp luật mà vi phạm pháp luật Thì xử theo pháp luật để làm gương cho người khác nói theo Không có vùng cấm Cán bộ làm vậy sao bảo được dân Mà 36 tuổi rồi chứ có phải con trẻ gì nữa đâu Nữ công an còn tổ chức tiệc ma túy thì thôi rồi Chẳng còn gì để nói Chức vụ ngon lành bao người muốn mà không được Còn bà này tự tay mình phá nát Uồng phí cuộc đời Cũng có người cho rằng xử lý nghiêm cán bộ sử dụng ma túy đã nghiêm trọng rồi, đây còn tổ chức nữa thì phải xử lý thật nghiêm khắc, không để hại ảnh hưởng tai tiếng đến cơ quan tổ chức nơi cuối cô công tác. Đáng lý là cán bộ công an biết luật lại phạm luật cần xử lý nghiêm để làm gương. 36 tuổi lại là công an. Phí công cha mẹ nuôi lớn rồi, không thể chấp nhận được. Cuối cùng sự nghiệp và danh dự chính trị cũng đã mất hết. Thông tin đến nữ công an được giấu tên và được gọi bằng cái tên tắt là V sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến các bạn. Tước quân tịch có mất quyền công dân không? Sau vụ hai nữ công an bị tước quân tịch ở Hải Phòng, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Tước quân tịch có bị mất quyền công dân không? Sẽ mất quyền lợi gì? Chúng ta cần hiểu rõ về định nghĩa của tước quân tịch. Tước quân tịch hay còn gọi là tước danh hiệu quân nhân có nghĩa là quân nhân đã bị xóa bỏ tên khỏi danh sách quân nhân và tước mọi quyền lợi của bản thân quân nhân và gia đình được hưởng về quân nhân đó. Tước danh hiệu quân nhân là hình phạt bổ sung đã được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1985, có thể áp dụng cho đối tượng phạm tội là quân nhân khi phạm tội nghiêm trọng do cố ý gây nguy hiểm cho xã hội, ví dụ như phạm tội bỏ vị trí chiến đấu, phạm tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Sau khi bị tước danh hiệu quân nhân, cá nhân đó sẽ không còn đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, việc tước danh hiệu quân nhân là một cách xử lý kỷ luật áp dụng cho đối tượng là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, quy định tại điều 10 Thông tư 16-2020/TT-BQP ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Bộ Quốc phòng, quy định về việc áp dụng các cách thức kỷ luật, trình tự, hồ sơ, thời hiệu, thời hạn thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng. Cùng với đó bị tước quân tịch, quân nhân sẽ không bị mất toàn bộ quyền công dân nếu bị áp dụng sẽ chỉ bị tước một số quyền công dân. Khi bị tước quân tịch thì quân nhân sẽ bị mất một số quyền lợi như sau. Chế độ nghỉ hưu theo quy định. Chế độ phục viên. Quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ, không đủ điều kiện nghỉ hưu. Nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành thì được phục viên. Khi phục viên được hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 151-2016 NDCP, Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp chuyển sang làm tại doanh nghiệp đơn vị không hưởng lương ngân sách được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ được miễn thi tuyển xét tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan cũ trước khi phục vụ trong quân đội hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chế độ bảo hiểm y tế được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cần thiết phù hợp với công việc đảm nhiệm quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian đào tạo bồi dưỡng được hưởng các chế độ được quy định theo khoản 3 điều 35 luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 như sau được hưởng nguyên lương phụ cấp được tính vào thời gian phục vụ quân đội để xét nâng lương thăng cấp bậc quân hàm chế độ với hạ sĩ quan binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ chế độ tiền lương phụ cấp nhà ở điều kiện thực hiện nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội theo quy định của pháp luật phụ cấp trợ cấp như đối với cán bộ công chức viên chức có cùng điều kiện làm việc phụ cấp trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở xã hội thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật, được hưởng phụ cấp về nhà ở, chế độ nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, chế độ đang phục vụ tại ngũ mà từ trần đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hưởng chính sách thương binh, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách như thương binh. Thân nhân được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần thân nhân cũng được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần chế độ nghỉ ngơi của quân nhân chế độ nhân thân của hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ thân nhân được hưởng trường hợp nhà ở bị hỏa hoạn thiên tai trôi cháy nhà hưởng chế độ đau ốm chế độ khó khăn đột xuất khi hạ sĩ quan binh sĩ tử trần thì nhân thân được hưởng trợ cấp con đẻ con nuôi hợp pháp được miễn giảm học phí như vậy nếu bị tước quân tịch thì quân nhân sẽ bị mất những quyền lợi nêu trên còn các bạn, có suy ngẫm gì về top 3 vụ tước danh hiệu công an nhân dân đáng nhớ gây sốt cộng đồng mạng? Người dân ai cũng phục này hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ tử tu hai người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tu người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.